Mới đây, trên một fanpage showbiz đã đăng tải hình ảnh được cho là nam em đi xem phim với một người đàn ông Hàn Quốc. Cả hai vô cùng thân thiết khoác tay nhau, đứng mua vé xem phim. Trong bức ảnh, cô gái được cho là nam em mặc một chiếc váy suông màu đen, đi giày thể thao vô cùng năng động. Người đàn ông Hàn Quốc mặc áo vest bảnh bao, cả hai đang chăm chú lựa chọn phim để xem. Và tranh cãi nổ ra rằng không biết cô gái xuất hiện trong bức ảnh là nam em hay lệ nam. Vì cả hai chị em là sinh đôi nên việc nhận nhầm có thể xảy ra. Nếu xét về độ dài của mái tóc thì có thể đấy là nam em vì tóc của lệ nam khá ngắn. Nếu xét về thời gian thì nhiều người cho rằng đây có thể là lệ nam vì thời điểm này nam em đang ở Hà Nội. Hiện tại danh tính của người đàn ông khoác tay đi xem phim cùng người được cho là nam em vẫn chưa hé lộ.